Kính thưa tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bộ môn Thánh Mẫu học. Buổi học tuần trước, chúng ta đã nói về sự tiến triển đạo lý về Đức Maria trong dòng chảy lịch sử Hội Thánh. Từ cái nhìn tổng quan, hôm nay chúng ta đi vào chi tiết để tìm hiểu các chân lý đức tin, cụ thể là các tín điều. Chúng ta biết là cho đến nay trong giáo hội công giáo chỉ có 4 tín điều liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria. Tín điều đầu tiên, Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, do Công đồng Ê-phê-sô công bố vào năm 431. Tín điều thứ hai, Đức Maria Đồng Trinh Trọn Đời, do Công nghị Laterano công bố vào năm 649. Tín điều thứ ba, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Đức Pio thứ 9 công bố vào 1854. Và tín điều sau hết, Đức Maria Mông Triệu, do Đức Pio 12 công bố 1950. Bốn tín điều này thực ra không phải nhằm tôn vinh cá nhân Đức Trinh Nữ Maria, nhưng nhắm đến chân lý đức tin, chân lý cứu độ, cụ thể cho thấy mối tương quan và sự cộng tác đắc lực của Đức Trinh Nữ Maria vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô. Hai tín điều đầu tiên liên quan đến mầu nhiệm nhập thể của Con Một Thiên Chúa, và hai tín điều sau hết liên quan đến mầu nhiệm cứu chuộc. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng tín điều, và cụ thể ở tiết học này chúng ta tìm hiểu tín điều đầu tiên, Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Chúng ta tìm hiểu tín điều này với ba cái khóe nhìn khác nhau: Thánh Kinh, lịch sử và thần học. Trước hết, ở một cái góc nhìn về Thánh Kinh và lịch sử. Trước khi tìm hiểu nền tảng Thánh Kinh cũng như lịch sử của tín điều, chúng ta lưu ý với nhau về cách xưng hô. Trong cuộc đời, xưng hô cũng là một cái nghệ thuật và cũng là biểu hiện cái văn hóa và sự hiểu biết. Ví dụ, báo chí ngày hôm nay chúng ta thấy người ta cũng đăng những cái tin rất là trang trọng: Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô. Dù rằng báo chí đời, nhưng mà dùng cái từ ngữ nó đúng, nó trang trọng, thì ta thấy có cái sự trân quý ở đó. Chúng ta gọi mẹ của các linh mục thường gọi là bà cố, ở ngoài miền Trung gọi là bà cụ. Hay có khi chỉ là bạn hữu của nhau thôi thì cũng hỏi là thế thân mẫu có khỏe không, cụ bà có khỏe không. Khi trân trọng, người ta không gọi bằng một cái câu chỉ là mẹ. Dĩ nhiên từ mẹ rất là gần gũi và thân thương. Trong bối cảnh của văn hóa Á Đông, chúng ta càng thấy khi gọi thân mẫu, thân sinh ra nhà vua, thì ta thấy thân mẫu không được gọi là mẹ của vua, mà phải gọi bằng một danh xưng rất là trang trọng: mẫu nghi, hoàng hậu, mẫu hậu chứ, phải không? Mẫu hậu, hoàng hậu là vợ của vua, phải không? Mẫu hậu. Như vậy, nếu gọi cho đúng và trang trọng, ta phải gọi Đức Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa Thánh Mẫu, theo chữ Hán đó. Thư Hán, những cái chữ đứng đằng trước nó thuộc về tính từ, giống như tiếng Anh vậy đó. Ví dụ ta nói đến tòa Bạch Ốc, Bạch Ốc tức là dịch theo tiếng Việt nó xuôi gọi là Nhà Trắng. Thay vì gọi là Mẹ Thiên Chúa thì gọi là Thiên Chúa Thánh Mẫu theo Hán Việt. Hoặc là Mẫu Nghi hay là Thánh Mẫu, đấy là kiểu nói trang trọng. Thế nhưng chúng ta cũng xin lỗi là mình dùng những từ dân dã, bình dị, gọi Đức Maria là mẹ,
mẹ của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên cái cách gọi này chúng ta muốn nối sang một loạt các cái tước hiệu khác. Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa và Đức Maria là mẹ của Hội Thánh. Đức Maria cũng là mẹ của các tín hữu. Có cả một cái sự liên kết và chúng ta thống nhất một cái cách gọi như vậy. Và bây giờ cụ thể khi đi vào nền tảng thì chúng ta thấy tín điều công bố Đức Maria với một danh xưng là Theotokos, dịch cho nó sát nghĩa, Theotokos là kẻ sinh ra Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong ngôn ngữ đời thường ngày hôm nay có những người làm mẹ mà chẳng hề sinh con, mẹ mà không sinh con. Và trong bối cảnh xã hội chúng ta đôi lúc có những người sinh con mà lại chẳng được làm mẹ. Sinh con mà sinh con dùm thôi, mang thai mướn, sinh con mà chẳng được làm mẹ. Có những người làm mẹ mà chẳng sinh con. Ở đây khi giáo hội dùng từ Theotokos để diễn tả cái chức năng Thiên Chúa Thánh Mẫu, giáo hội nhấn mạnh Đức Maria thực sự là người đã sinh ra Chúa Giêsu, thực sự là người đã sinh ra con Thiên Chúa. Nếu ta tìm hiểu nền tảng Thánh Kinh thì chúng ta thấy không có chỗ nào trong Thánh Kinh nói một cách rõ ràng, minh nhiên Đức Maria sinh ra Thiên Chúa cả. Không có. Nếu có chăng, chúng ta thấy những mặc khải minh nhiên nói về Đức Maria là thân mẫu của Chúa Giêsu. Hoặc ta tìm hiểu đoạn Thánh Kinh Tân Ước cổ kính cho thấy vai trò của Đức Maria. Đó là thư Galat chương 4 câu 4. Thánh Phaolô viết: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con mình đến, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô không nhấn mạnh hình ảnh người đàn bà, cho dù ở đây ta hiểu là Đức Trinh Nữ Maria. Điểm mà Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, muốn nhấn mạnh chính là ơn cứu chuộc của Chúa Kitô ban tặng. Ngài chính là con một Thiên Chúa. Nhưng dẫu sao thì ta thấy đây cũng là một nền tảng Thánh Kinh rất căn bản để cho thấy con Thiên Chúa vào trần gian, Ngài quả thật là người và cũng là Thiên Chúa. Đức Maria không sinh ra một con người rồi Thiên Chúa nhập hồn vào, giống như kiểu người ta bảo hô hồn nhập tượng. Không, Đức Maria sinh ra ngôi lời nhập thể, sinh ra Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng cứu độ nhân loại. Và nếu ta trở lại với những trang tin mừng thời niên thiếu của tin mừng Nhất Lãm, cụ thể tin mừng Luca và tin mừng theo Thánh Matthew, thì cả hai thánh sử khi viết trình thuật truyền tin cũng như tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì đã một cách minh nhiên hay mặc nhiên trích dẫn đoạn văn nổi tiếng của Cựu Ước Isaiah 7:14 nói về việc Đức Maria trinh nữ sinh con và đấng ấy chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như vậy, chúng ta không tìm thấy một mặc khải hoàn toàn minh nhiên trong Thánh Kinh bảo rằng Đức Maria sinh ra Thiên Chúa. Chúng ta cần có một suy luận mang tính cách bắc cầu. Đức Maria sinh hạ con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là người và Ngài cũng là Thiên Chúa thật. Cho nên Đức Maria kẻ sinh ra Thiên Chúa. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Điều này chúng ta cũng thấy không phải được tất cả những người tin vào Chúa Kitô ủng hộ và chấp nhận. Chẳng hạn anh em cải cách, họ không chấp nhận lập trường đức tin của Hội Thánh Công Giáo. Ví dụ khi chúng ta trao đổi với những anh em cải cách, anh em tin lành đó, chúng ta bảo rằng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, thì họ sẽ phản ứng: xin vui lòng linh mục nói lại,
Đức Maria là thân mẫu Chúa Giêsu, không phải mẹ Thiên Chúa đâu. Sự phản ứng này chúng ta thấy là một lập trường. Tuy nhiên, trong cung cách vừa là để bảo vệ đức tin, vừa là đối thoại mang tính cách đại kết, chúng ta phải trình bày mầu nhiệm Đức Maria là mẹ Thiên Chúa như thế nào. Thực ra, trước khi để giáo hội công bố thành một tín điều, thì từ thời giáo phụ đã có nhiều cuộc tranh luận. Và làm thế nào để trình bày đức tin Kitô giáo? Và như chúng ta đã biết, ngay trong những thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ đã phải rất bận tâm chống lại hai cái lạc thuyết liên quan đến mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Lạc thuyết không chấp nhận Đức Giêsu là người, chẳng hạn ảo thân thuyết, nhóm này không chấp nhận Chúa Giêsu là người. Mà vì không chấp nhận Chúa Giêsu là người, cho nên họ cũng không chấp nhận Đức Maria là mẹ, bởi vì không sinh ra một con người không gọi là mẹ được. Lạc thuyết thứ hai không chấp nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Cho nên một khi không chấp nhận thiên tính thì người ta cũng không thể chấp nhận được Đức Giêsu là Thiên Chúa. Chính vì vậy, giáo hội, cụ thể các giáo phụ, bảo vệ mầu nhiệm ngôi hiệp của con một Thiên Chúa, vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Cho nên các ngài đã trình bày Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu. Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu là người thật và Đức Maria quả thật là mẹ Thiên Chúa, bởi vì mẹ đã sinh ra ngôi lời nhập thể là Thiên Chúa thật, đấng cứu độ trần gian. Như vậy chúng ta thấy ngay từ đầu mối bận tâm của các giáo phụ là bảo vệ chân lý đức tin Kitô giáo liên quan đến mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Và mối bận tâm này đã thúc đẩy các nhà thần học suy tư và có được cái tiến trình phát triển để đến lúc chín mùi giáo hội công bố tín điều Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Các thánh giáo phụ như Ignatio, Justino, Irene, vân vân đã nỗ lực để trình bày mối tương quan của Chúa Giêsu với thân mẫu của mình. Và các ngài ngang qua các tín biểu, các giải thích thần học cho thấy quả thật Đức Maria là đấng đã sinh ra Thiên Chúa, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Các tín biểu của Hội Thánh ngang qua dòng thời gian đã phát biểu Đức Giêsu làm người, sinh bởi Đức Maria. Và quả thật khi cho thấy Đức Giêsu là Chúa, được Đức Maria sinh ra, thì đồng thời cho thấy Đức Maria quả thật là Thiên Chúa Thánh Mẫu vậy. Ngang qua các công đồng như chúng ta thấy Nicea, rồi sau đó Constantinople đệ nhất từ thế kỷ thứ tư, đã cố gắng để bảo vệ mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô, mầu nhiệm ngôi hiệp Thiên Chúa có hai bản tính trong một ngôi vị duy nhất. Và sau công đồng Nicea thì có khá nhiều các trường phái thần học vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm về bản tính của Đức Kitô. Ta có thể kể đến hai trường phái nổi bật trong Hội Thánh, đó là trường phái theo khuynh hướng Alexandria và trường phái theo khuynh hướng Antiochia. Cả hai trường phái này đều nhấn mạnh đến một phía, một là nhân tính, hai là thiên tính của Chúa Kitô. Cụ thể, trường phái Alexandria nhấn mạnh đến thiên tính của Đức Kitô, chấp nhận Ngài là ngôi lời nhập thể. Còn trường phái Antiochia thì nhấn mạnh đến Đức Kitô có hai bản tính. Nếu phát biểu như thế thì quả thật là quân bình. Nhưng mà rất tiếc rằng vì họ đã nhấn mạnh quá đáng tới hai bản tính, nhấn mạnh đến độ hầu như hai bản tính ấy tách biệt nhau. Đức Kitô là một người
sau đó thì được ngôi lời thu nhận. Và như vậy ta thấy tạo ra một cái khoảng cách rất lớn, giúp cho những tư tưởng lệch lạc có đất sống và đã phát triển. Đức Maria chính vì vậy, theo trường phái Antiochia, không được gọi là Thiên Chúa Thánh Mẫu, mà chỉ được gọi là Nhân Mẫu hay là Thân Mẫu của Chúa Kitô mà thôi. Đứng đầu cho tư tưởng này là Thượng Phụ Constantinopoli. Khi đã được đặt làm Thượng Phụ thì Nestorio đã đẩy mạnh cái khuynh hướng của mình và tạo ra cái sự lệch lạc về đức tin trong đời sống của Hội Thánh. Chúng ta biết rằng đứng trước những cái lệch lạc như vậy thì công đồng Ephesô 431 đã nhóm họp để mà bảo vệ đạo lý đức tin của Hội Thánh, nhất là mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Chúa Kitô là ngôi lời nhập thể mang lấy thân phận con người, nhưng mà không hiểu giản đơn, giống như kiểu chúng ta lấy nước pha vào rượu để ra một cái dung dịch, nước cũng bớt đi cái tính chất gọi là tinh tuyền, mà rượu thì cũng nhạt đi. Khi ngôi lời mang lấy xác phàm thì lời không làm cho thân xác biến dị, hoàn toàn trọn vẹn. Chúa Kitô trọn vẹn là Thiên Chúa và cũng trọn vẹn là con người. Nhân tính của Đức Kitô bao gồm cả hồn và xác, khi mặc lấy thiên tính thì không vì thế mà biến đổi, cũng là trọn vẹn nhân tính. Đức Kitô là người như chúng ta, không khác gì hết ngoại trừ tội lỗi. Và điểm thứ ba, ngôi lời kết hợp với thân xác, trong thân xác trọn vẹn thần khí, thân xác và linh hồn, nơi một con người, nơi một ngôi vị duy nhất là ngôi hai Thiên Chúa. Hai bản tính khác biệt nhau kết hợp trong một ngôi vị, ngôi hai. Đây là điều mà giáo hội giải thích bằng một cái cách, bằng một danh xưng mầu nhiệm ngôi hiệp. Cả hai bản tính kết hiệp trong một ngôi vị duy nhất. Và ở đây chúng ta thấy cái hệ luận mà giáo hội trình bày cho chúng ta. Đức Maria không sinh ra thân xác Chúa Kitô, mà cũng không phải chỉ sinh ra thiên tính. Thực ra Đức Maria không là mẹ của thiên tính. Đức Maria sinh ra ngôi lời nhập thể. Đã sinh ra ngôi lời nhập thể. Đức Giêsu xuất hiện trong thời gian khi được Đức Maria cưu mang và sinh hạ. Nhưng Ngài lại là lời của Thiên Chúa, Ngài hiện hữu từ muôn thuở muôn đời. Cho nên Kinh Tin Kính diễn tả Đức Giêsu ngôi hai được sinh ra mà không phải tạo thành. Mấy đứa bé thì nó chẳng biết nó nghe học dạy thế nào, nó về nó cứ đọc oang oang, được sinh ra mà không phải học hành, thế là sướng. Đấy. Thế thì ở đây Đức Maria sinh ra ngôi lời, nhưng ngôi lời lại không phải là được tác thành. Ngôi lời nhập thể trong cung lòng trinh nữ hiện hữu trong thời gian. Ngôi lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Tóm lại ở đây, trên bình diện Thánh Kinh, chúng ta tìm thấy những lời chứng của Thánh Kinh cho thấy thực sự Đức Maria đã sinh ra con một Thiên Chúa. Nặng ký nhất vẫn là lời của thư Galat chương 4 câu 4. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con mình đến, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Trên bình diện lịch sử, giáo hội bận tâm để bảo vệ và trình bày mầu nhiệm đức tin Kitô giáo. Chính sự bận tâm này thúc đẩy những suy tư thần học liên quan đến Thánh Mẫu. Giáo hội trình bày Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu để bảo vệ Chúa Giêsu thực sự là con người thật, và trình bày Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu để cho thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Đức Maria đã cưu mang con một và sinh hạ cho trần gian. Tín điều được trình bày trong Ephesô 4:31, Theotokos, mẹ thực sự là đấng đã sinh ra Thiên Chúa. Đấy là cái nền tảng trên bình diện Kinh Thánh và lịch sử.
Còn những cái suy tư thuộc lĩnh vực thần học thì chúng ta dựa vào chính nền tảng Thánh Kinh và lịch sử này để khai triển những ý nghĩa thần học của tín điều đầu tiên này. Chúng ta sẽ nói với nhau ở cái tiết học sau. Xin cảm ơn các bạn.